Tả tra hảo. Bây giờ tiếp tục học bài 16 tương với phần 3 bài 18 quyển 2. Tỷ sứ liệu cửa. Đầu tiên là tên một bạn người nước ngoài, Lina. Lín mà. Lín. Lín. Mà. Mà. Lín mà. Lín mà. Bạn ấy tên Lina. Tha chào Lina. Tha chào Lina. Ai là Lina? Sấy sử Lina. Sấy sử Lina. Lina và Mary là bạn. Lina và Mary là bạn. Lina và Mary là bạn. Thượng Hải, hãy nghe và nhắc lại. Shanghai. 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 Thượng Hải, Trung Quốc. Trung Quốc, Shanghai. Trung Quốc, Shanghai. Mình mai đi Thượng Hải. 我明天去上海. 我明天去上海. Mary, mình mai đi Thượng Hải. Mã Lị, 我明天去上海. Mã Lị, 我明天去上海. Du lịch, hãy nghe và nhắc lại. Lùi xiến. Lùi. Lùi. Xiến. Xiến. Lùi xiến. Lùi xiến. Không hay đi du lịch. Bù tráng chùi lùi xiến. Bù tráng chùi lùi xiến. Rất ít đi du lịch. Khấn sào chùi lùi xiến. Khấn sào chùi lùi xiến. Đi Thượng Hải du lịch. Chùi Sàng Hải lùi xiến. Chùi Sàng Hải lùi xiến. Bạn đi Thượng Hải du lịch à? 你去上海旅行吗? 你去上海旅行吗? Mary, mình mai đi Thượng Hải. Mã Lị, 我明天去上海. Mã Lị, 我明天去上海. Bạn đi Thượng Hải du lịch à? 你去上海旅行吗? 你去上海旅行吗? Hãy nhắc lại công ty ngoại thương. Ngoại mạo công sư. Ngoại thương. Ngoại mạo. Bây giờ là từ đoàn. Thoán. Thoán. Đoàn ngoại thương. Ngoại mạo thoán. Ngoại mạo thoán. Một cái đoàn ngoại thương. Ý cửa ngoại mạo thoán.
ý cửa ngoài mảo thoán. Ngày mai một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải. Mình thiên ý cửa ngoài mảo thoán chỉ Sảng Hải. Mình thiên ý cửa ngoài mảo thoán chỉ Sảng Hải. Hãy nhắc lại, Mary, mình ngày mai đi Thượng Hải. Mã Lị, 我明天去上海. Mã Lị, 我明天去上海. Bà đi Thượng Hải du lịch à? 你去上海旅行吗? 你去上海旅行吗? Không, ngày mai một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải. Bù, 明天一个外贸团去上海. Bù, 明天一个外贸团去上海. Tham quan, tham quan, tham, tham, quan, quan, tham quan, tham quan, đi tham quan, chỉ tham quan, chỉ tham quan. Đi Thượng Hải tham quan. Chuy Sàng Hải tham quan. Chuy Sàng Hải tham quan. Ngày mai một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. Mình thiên ý cửa ngoại mạo thoán Chuy Sàng Hải tham quan. Mình thiên ý cửa ngoại mạo thoán Chuy Sàng Hải tham quan. Hãy nhắc lại, Mary, mình mai đi Thượng Hải. Mã Lị, 我明天去上海. Bạn đi Thượng Hải du lịch à? 你去上海旅行吗? 你去上海旅行吗? Không, mai một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. Bù, 明天一个外贸团去上海参观. Bù, 明天一个外贸团去上海参观. Phiên dịch, phan yi, phan, phan, yi, yi, phan yi, phan yi, phiên dịch đi, phan yi bà, phan yi bà. Bạn đến phiên dịch đi. 你来翻译吧. 你来翻译吧. Làm phiên dịch. 当翻译. 当. 当. 翻. 译. 当翻译. Tăng phai yi. Tương tự hay dùng từ tăng để nói làm giáo viên. Tăng lão sư. Tăng lão sư. Làm đại phu.
Tăng đại phu. Tăng đại phu. Làm luật sư. Tăng luật sư. Tăng luật sư. Làm phiên dịch cho họ. Gẩy tha mần tăng phá y. Gẩy tha mần tăng phá y. Mình đi làm phiên dịch cho họ. Wo qu gei ta men dang fan yi. Wo qu gei ta men dang fan yi. Hãy nhắc lại, Mary, mình ngày mai đi Thượng Hải. Mã Lị, 我明天去上海. Bạn đi Thượng Hải du lịch à? 你去上海旅行吗? 你去上海旅行吗? Không, ngày mai một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. Bù, mình thiên ý cửa ngoại mạo thoán chuyển sang Hải tham quan. Bù, mình thiên ý cửa ngoại mạo thoán chuyển sang Hải tham quan. Mình đi làm phiên dịch cho họ. Wo qu gei ta men dang fan yi. Wo qu gei ta men dang fan yi. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi rút tiền. Qu qu qian. Mì sợi. Miễn thiếu. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. Ý cùng 16 khoai 5 máu. Lý Sương Hạo. Lý Trang Hạo. Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Tương đối dễ, dễ hơn. Bí chào rúng ý. Cái đen, đồ đen. Khơi đỏ. Trong vali. Xiang zi lý. Một cái ô. Yì bà yú sản. Lâu lắm không gặp. Hào chiều bú chiền. Đồ xanh lam, cái xanh lam. Lán tở. Đại phu. Đại phủ. Một công ty ngoại thương. Y cha ngoại mạo công sư. Bây giờ đi cùng với mình, bây giờ theo mình cùng đi. 现在跟我一起去. Giờ đi xem. 很少看. Chủ nhân nghỉ ngơi, chủ nhân nghỉ. 星期日休息. Đi siêu thị. 去超市. Muốn mua một quyển. Chẳng máy gì bẩn. Ngồi xe quá chật, đi xe quá chật. Dùa chưa thải chỉ. Dạy tiếng Trung. Chào hải ủy. Dì, cô. Ai ý.
Nhân viên phục vụ. Vũ ủy viên. Tiện thế đi ra bưu điện gửi bưu phẩm. Xuân biển chuyển yếu chú ý chỉ bao của. Thay mình mua mấy cái tem. Thì ủa mái chỉ trang yếu phẻo. Mình lấy tiền cho bạn. Của cái nỉ ná chén. Một phần báo thanh niên. Ý phần chinh nén bảo. Không cần. Bú dụng. Đi du lịch. Chuyển lùi xính. Làm phiên dịch cho họ. Để他们当翻译。